Viện. Kính thưa giáo sư, tiến sĩ Võ Thành Nhân, kính thưa tiến sĩ Tôn Thức Binh, thì chúng ta đã nghe một bài báo cáo rất là hay của tiến sĩ Tôn Thức Binh về chẹt beta và những vấn đề mà thực sự là những vấn đề đó rất là nóng hổi, và nhiều khi nếu trường hợp mà chúng ta không chú ý thì chúng ta sẽ không biết được. Nhất là sau này thì những bệnh nhân mà cái bài báo cáo sau đây, thì nếu trường hợp mà những bệnh nhân mà có bị COPD thì chúng ta có sử dụng được hay không? Thì chúng ta biết là cái màng xơ vữa là do phát triển của cholesterol, khi mà cái lớp nội mạc bị apoptosis, và cái cholesterol nó chui vào lớp dưới nội mạc, và chúng ta thấy là tạo thành farm cell, dần dần sẽ phát triển thành cái làm cho lòng mạch máu của mạch vành hẹp đi. Nếu trường hợp mà cái thể tích của cái mảng xơ vữa này nó tương đối là nó nhiều và cái mảng xơ nó ít, thì phản ứng viêm trong cơ thể lúc nào cũng phát triển. Và nếu mảng xơ vữa bị đứt vỡ thì những tiểu cầu đầu tiên mà tiếp xúc với lại lớp collagen thì sẽ bị kích hoạt và tạo thành kết tập tiểu cầu. Thì khi mà kết tập tiểu cầu thì chúng ta sẽ có khi mà kết tập tiểu cầu thì chúng ta sẽ có sẽ trong lòng mạch máu sẽ tạo thành huyết khối. Ban đầu là huyết khối trắng. 6 tiếng đồng hồ sau thì chúng ta thấy là lớp fibrinogen biến thành lớp fibrin mà chặn cái hồng cầu lại, và chúng ta có huyết khối đỏ. Nếu trường hợp mà huyết khối của chúng ta mà không lấp đầy động mạch thì chúng ta đều biết chúng ta có nhồi máu cơ tim không, SC chênh lên, hoặc là cơ đau thắt ngực không ổn định. Nếu trường hợp mà cái mạch máu, cái huyết khối này nó chặn hoàn toàn lòng mạch máu chúng ta, thì đây là một cái kinh điển mà chúng ta đã thấy cái hình ảnh này nhiều lần, nghĩa là chúng ta có nhồi máu cơ tim SC chênh lên. Thì khi mà bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim ST chênh lên hoặc là không ST chênh lên thì chúng ta thấy là một cái vùng mà bị thiếu máu. Vùng thiếu máu đó thì cái cơ tim sẽ không co bóp được và bắt đầu kích hoạt những hệ thần kinh giao cảm. Khi mà hết kích hoạt hệ thần kinh giao cảm thì bệnh nhân sẽ đau và tăng huyết áp, tăng nhịp tim do kích hoạt hệ thần kinh giao cảm. Dạ, xin lỗi quý đồng nghiệp, là chúng tôi có cái bài này chắc có lẽ là trong cái hệ thống phông khác, khi mà đưa qua hệ thống hùng của bên kia thì nó không 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 đồng nhất, đúng không ạ? Của chúng tôi sử dụng Veni, thành ra là qua đây là Time Neuroman, thành ra là chúng ta thấy là cái chữ nó không có không chữ thôi. Nhưng mà thực sự là chúng ta chỉ có coi hình, chúng ta coi hình với lại chúng ta coi chúng ta coi hình và cái biểu đồ là chính. Thì chúng ta thấy là khi mà bệnh nhân đau thì sẽ kích hoạt cái hệ thần kinh giao cảm. Khi mà kích hoạt hệ thần kinh giao cảm thì chúng ta sẽ có tăng huyết áp và bệnh nhân tăng nhịp tim, và 50% bệnh nhân mà bị nhồi máu cơ tim thì tử vong trước khi vào bệnh viện, và cái tử vong đó là do rối loạn nhịp tim. Chúng ta nhớ là bệnh nhân tử vong do rối loạn nhịp tim và bệnh nhân do bị suy bơm tử vong thì rất ít. Nghiên cứu của Bodinsky, ông ta nhận thấy rằng khi mà hệ thần kinh giao cảm bị kích hoạt thì nó sẽ tăng nồng độ của cyclic AMP vòng, nghĩa là adenosine monophosphate ở trong cái lòng tế bào của cơ tim tăng lên rất nhiều. Và khi tăng lên như vậy thì nó sẽ kích hoạt hệ thống bóng nội mô, tăng nồng độ canxi ở nội bào tế bào cơ tim. Mà khi nồng độ tế bào cơ tim được được tăng lên ở trong hệ thống ở trong tế bào cơ tim thì nó kích hoạt cả ba hệ thống, là cái hệ thống những cái vùng nhồi thiếu máu cơ tim, cái vùng cái vòng vào lại nó sẽ nhiều hơn. Hệ thống tự động tính của những vùng nhồi máu nó sẽ tăng lên, và nhất là cái bệnh nhân sẽ bị tachycardia, nghĩa là bị nhịp nhanh do trigger nhiều hơn, và cuối cùng là bệnh nhân bị nhịp nhanh thất và rung thất. Thì như vậy là 50% bệnh nhân trước khi vào bệnh viện của chúng ta là bệnh nhân tử vong do rung thất. Thì những cái nghiên cứu đầu tiên về nhồi máu cơ tim là những nghiên cứu mà trước khi chúng ta có túi máu cơ tim, thí dụ như là Norwegian BHAT, Gothenburg, Timolol, vân vân. Thì nghiên cứu đầu tiên thực hiện từ năm 70 từ năm 77 từ năm 68 đến năm 70 là nghiên cứu Norwegian Timolol ở Na Uy, trên 20 trung tâm Na Uy, thực hiện trên gần 2.000 bệnh nhân. Thì người ta nhận thấy rằng khi mà cho bệnh nhân từ 10 đến 20 mg Timolol thì làm giảm 39% tỷ lệ tử vong của bệnh nhân, và nhất là tỷ lệ mà bệnh nhân bị rối loạn nhịp giảm đi rất là nhiều. Trong nghiên cứu BHAT beta blocker trên những bệnh nhân mà bị nhồi máu cơ tim, khi mà sử dụng từ 60 đến 80 mg của propranolol
chúng ta nhận thấy rằng khi trên 1921 bệnh nhân thì làm giảm 26% tỷ lệ tử vong, và cái sự giảm này chủ yếu là do giảm mà biến cố về rung thất và nhịp nhanh thất ở trên những bệnh nhân. Và những bệnh nhân, chúng ta nhớ là những bệnh nhân này thì sử dụng propranolol, sử dụng cái thời gian rất là sớm, và chúng ta thấy là tỷ lệ tử vong tim mạch giảm đáng kể với B có ý nghĩa thống kê, và quan trọng nhất là cái tử vong đột tử do bị rối loạn nhịp giảm đi, và sự khác biệt là có ý nghĩa thống kê. Sau đó thì đến cái kỷ nguyên mà bắt đầu có tái tim máu thì nghiên cứu Gothenburg thực hiện trên khoảng gần 2.000 bệnh nhân, thì người ta nhận thấy rằng metoprolol, khi mà cho bệnh nhân chích metoprolol 15mg IV, sau đó sử dụng metoprolol 200mg một ngày, thì giảm 36% tỷ lệ tử vong. Và cái giảm tỷ lệ tử vong này chủ yếu là trên những bệnh nhân mà có rối loạn nhịp, nghĩa là làm ngăn cho bệnh nhân không rối loạn nhịp và làm giảm tỷ lệ tử vong. Và khi mà cái kỷ nguyên mà có tái tim máu, thì một trong những người ta đặt câu hỏi là như vậy thì trên những bệnh nhân mà có bị suy tim thì có sử dụng hay không, thì nghiên cứu Capricorn là một trong những nghiên cứu bắt đầu sử dụng trên những bệnh nhân suy tim vào thập niên 20 và có sử dụng tiêu sợ huyết. Thì chúng ta nhận thấy rằng nghiên cứu Capricorn khi mà cho bệnh nhân trên gần 4.000 bệnh nhân, khi mà cho bệnh nhân uống Capredilon thì cái tỷ lệ mà rối loạn nhịp nhĩ và rối loạn nhịp thất giảm đi đáng kể. Và tất nhiên là khi mà tỷ lệ rối loạn nhịp giảm đi đáng kể thì bệnh nhân giảm tỷ lệ tử vong đến 25%. Thì như vậy thì câu hỏi của chúng ta là khi bệnh nhân nhồi máu cơ tim, đa số bệnh nhân tử vong là do rối loạn nhịp thất, thì như vậy là chúng ta sử dụng ức chế beta khi nào? Bệnh nhân nhồi máu cơ tim thì có thể rối loạn nhịp thất ngay sau đó. Nghiên cứu của Budinsky, ông ta nhận thấy rằng nhồi máu cơ tim thì xích click AMB vòng 15 phút sau là tăng lên. Tăng lên như vậy thì rối loạn nhịp trong những giây và phút đầu tiên khi bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim, rung thất xảy ra trong những phút đầu tiên khi bệnh nhân nhồi máu cơ tim. Như vậy thì chúng ta sử dụng khi nào, có khuyến cáo nào sử dụng khi nào khi bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim hay không? Thì tất cả những nghiên cứu mà trước thế hệ mà chúng ta có tái tim máu thì người ta sử dụng ức chế beta trong vòng 12 tiếng đầu, và nếu mà chậm nhất là trong 42 tiếng đầu. Thì cho nên là cái khuyến cáo năm 96 của Hoa Kỳ và đến năm 99 của Hoa Kỳ, người ta đều khuyến cáo là trong vòng 12 giờ đầu sau khi mà bệnh nhân có nhồi máu cơ tim. Chúng ta nhớ là dựa trên những nghiên cứu đó, người ta khuyến cáo rất sớm là bệnh nhân sử dụng 12 tiếng đồng hồ khi bệnh nhân nhồi máu cơ tim. Tuy nhiên đến năm 2005 thì nghiên cứu COMIT CCS2 ra đời. Thì trong nghiên cứu COMIT CCS2 dựa trên nền tảng của nghiên cứu Gothenburg metoprolol, thì cho bệnh nhân metoprolol 5mg chích tĩnh mạch mỗi 2 đến 3 phút cho đến tổng liều là 15mg, nghĩa là tổng liều của Gothenburg là 15mg. Sau đó thì cho uống 50mg 4 lần ngày với tổng liều là 200mg và một nhóm thì là placebo. Và người ta cái nghiên cứu và cái tiêu chí đánh giá chính là cái tử vong của bệnh nhân và những cái biến cố tim mạch khác. Thì người ta nhận thấy rằng khi mà cho bệnh nhân sớm như vậy thì rõ ràng cái rối loạn nhịp nó giảm đi đáng kể, rối loạn nhịp giảm đi đáng kể, bệnh nhân bị rung thất và rối loạn nhịp thất, thì rối loạn nhịp so với những bệnh nhân mà không có metoprolol sớm thì nó giảm đi, sự khác biệt này là có ý nghĩa thống kê, giảm 22%. Tuy nhiên chúng ta nhận thấy rằng cái tỷ lệ mà bệnh nhân bị sốc thì nhiều hơn, nhận thấy rằng tăng lên đến 29% bệnh nhân bị sốc. Và cái sự tăng này ở nhóm nào? Tăng này ở nhóm mà bệnh nhân có clip 3, nếu clip 1 và 2 thì không có. Tuy nhiên nếu bệnh nhân có clip 3, bệnh nhân tương đối là có huyết áp thấp hoặc là chuẩn bị vào sốc tim. Nếu mà trường hợp chúng ta cho ức chế beta sớm thì bệnh nhân sẽ cái tỷ lệ mà tử vong của bệnh nhân bị suy tim và bị tử vong sẽ nhiều hơn. Và cái thời điểm cho là thời điểm nào? Người ta nhận thấy rằng thời điểm cho thì thường là bệnh nhân sốc tim vào ngày bắt đầu bị nhồi máu cơ tim và sau đó là ngày thứ nhất. Và cái lợi ích của trên những bệnh nhân mà có clip 3 thì không bằng những bệnh nhân mà có clip 3 thì chúng ta nhận thấy rằng thì không bằng so với lại bệnh nhân clip 1 và 2. Chúng ta nhận thấy rằng tái nhồi máu bệnh nhân bị rung thất và tử vong nó có giảm đi, nhưng bệnh nhân bị sốc nhiều hơn và tỷ lệ tử vong muộn nhiều hơn. Nhờ từ cái nghiên cứu mà COMIT CCS2 thì người ta nhận thấy rằng như vậy khi mà cho bệnh nhân ức chế beta, những khuyến cáo đầu tiên nhận thấy rằng nó giảm cái tỷ lệ tử vong do rối loạn nhịp
Người ta mới quay lại những nghiên cứu cũ thì sao ạ? Người ta nhận thấy rằng rõ ràng là có giảm cho rối loạn nhịp, nhưng mà hai nghiên cứu là Norwegian Timolone và nghiên cứu BHAT, người ta nhận thấy rằng có tăng tỷ lệ suy tim. Và cái nghiên cứu COMET này khẳng định lại một lần nữa là trên những bệnh nhân mà đã có CSS ở Clip 3 hoặc là suy tim thì chúng ta không nên cho bệnh nhân sớm. Và cái kết luận nghiên cứu là khi mà bệnh nhân đã có sốc tim hoặc là huyết áp thấp thì chúng ta thận trọng. Ngày đầu tiên, ngày thứ nhất nếu có chống chỉ định thì chúng ta khoan, chúng ta chờ đến khi ngày thứ hai chúng ta coi lại coi bệnh nhân có thoát ra cái tình trạng mà suy tim hay là rối loạn nhịp hay không, thì chúng ta hay là mà bệnh nhân có huyết áp thấp hay không thì chúng ta mới bắt đầu cho. Cho nên là đến năm 2007 thì khuyến cáo Hiệp hội Tim Hoa Kỳ người ta không còn 12 tiếng đầu nữa, mà người ta cho bao nhiêu ạ? 24 tiếng. Chúng ta nhận thấy rằng cái khuyến cáo đêm 2007 không còn là khuyến cáo năm 99 và 96 nữa, mà khuyến cáo là 24 tiếng đầu. Sau đó thì trên những bệnh nhân suy tim thì sao? Bệnh nhân suy tim thì cái nghiên cứu đầu tiên là có lợi cho bệnh nhân suy tim, nhưng mà những nghiên cứu bản lề bệnh nhân suy tim có EF thấp, là nghiên cứu CHAP thì có EF khoảng 50% và 25% bệnh nhân suy tim cho cặp pedilone, và cái liều sẽ cho tăng dần như là nghiên cứu COMET khuyến cáo là cho từ 2,5 và tăng dần, một nhóm là placebo. Thì người ta nhận thấy rằng nếu trường hợp mà cho liều tăng dần thì rõ ràng là cái tỷ lệ tử vong của bệnh nhân ít hơn tỷ lệ mà sống mà không có biến cố bệnh nhân, thì sẽ tốt hơn là so với bệnh nhân mà không có cặp pedilone. Trong nghiên cứu Capricorn thì tương tự như vậy, gần trên 2.000 bệnh nhân sử dụng cặp pedilone liều tăng dần và placebo, thì người ta cũng nhận thấy rằng cái tỷ lệ tử vong chung của so với nhóm sử dụng cặp pedilone thì giảm đi, và bệnh nhân tái nhập viện do mọi nguyên nhân, do nguyên nhân tim mạch thì cũng cũng ít hơn. Một trong những nghiên cứu mà có EF rất thấp, các anh chị thấy là cái nghiên cứu Capricorn thì cái tỷ lệ mà bệnh nhân có EF thấp khoảng 50% và cái EF trung bình là 33%, nghĩa là cái tỷ lệ EF 33%. Trong nghiên cứu MEDI-HF thì cái EF trung bình của bệnh nhân là 28% và có 61% bệnh nhân bị suy tim. Thì khi mà cho bệnh nhân metoprolol với cái liều tăng dần, người ta nhận thấy rằng người ta giảm đến 50% tỷ lệ tử vong chung. Tỷ lệ mà tử vong sau nhồi máu cơ tim là 40%, và suy tim nặng hơn là 49%, nghĩa là tỷ lệ suy tim, tỷ lệ tử vong, tỷ lệ rối loạn nhịp là thấp hơn. Từ những nghiên cứu đó thì năm 2007 Hoa Kỳ khuyến cáo là nên sử dụng trên tất cả các bệnh nhân sau nhồi máu cơ tim, nghĩa là sau nhồi máu cơ tim thì chúng ta sử dụng trên tất cả các bệnh nhân. Tuy nhiên người ta nhấn mạnh là nếu mà có chống chỉ định, một trong những chống chỉ định thì chúng ta thấy là bệnh nhân có huyết áp thấp hoặc bệnh nhân suy tim hay là có rốt nhĩ thất vân vân, thì chúng ta sao ạ? Thì chúng ta nên để đến ngày chế lại ngày thứ hai chúng ta đánh giá lại. Ngày thứ hai vẫn còn chống chỉ định thì chúng ta đánh giá lại ngày thứ ba, nghĩa là chúng ta đánh giá lại hàng ngày cho đến khi mà bệnh nhân không còn chống chỉ định nữa thì chúng ta bắt đầu cho chẹt beta, và chúng ta cho càng sớm càng tốt khi bệnh nhân không có chống chỉ định. Thì đối với lại trong cái thời đại mà có thông tin, có đặc sen, thì một trong những nghiên cứu metocarcinic, chúng ta nhận thấy rằng những cái nghiên cứu trước thì người ta không khuyến cáo là bệnh nhân được chích IV. Đối với bệnh nhân mà có nhồi máu cơ tim thì không nên sao ạ? Thì chúng ta không nên chích ức chế beta đường tĩnh mạch cho bệnh nhân. Thì cái nghiên cứu metocarcinic ra đời trên những bệnh nhân mà có được nhồi máu cơ tim và được tái thông mạch vành, được đặt stent, chia làm hai nhóm, một nhóm là có tái thông mạch vành và một nhóm không tái thông mạch vành, mà người ta coi là khi bệnh nhân được chích metoprolol như vậy thì cái tỷ lệ mà cái vùng nhồi máu đó nó có giảm hay là nó không thay đổi. Thì người ta nhận thấy rằng trước khi mà bệnh nhân được tái thông mạch vành thì khi mà bệnh nhân được chích chẹt beta thì bệnh nhân được làm MRI, cái vùng nhồi máu nó ít hơn là bệnh nhân không được sử dụng chẹt beta, và cái tỷ lệ mà TIMI không không và một, nghĩa là dòng chảy hầu như không có, thì cái nhóm mà ức chế beta cũng thấp hơn so với nhóm không có ức chế beta. Và sau khi mà tái thông mạch vành thì cái vùng nhồi máu mà cái vùng mà bị thiếu máu nó ít hơn, nếu trường hợp chúng ta dùng chẹt beta thì nó khu trú lại, nó thu nhỏ cái vùng thiếu máu của bệnh nhân lại, và về lâu về dài thì sao ạ?
Về lâu về dài thì chúng ta nhận thấy rằng khi những bệnh nhân mà được sử dụng ức chế, được sử dụng chẹt beta mà có chích IV chích IV của chẹt beta trước khi mà được thông mạch tái thông mạch vành, thì chúng ta thấy là cái EF bệnh nhân tăng gấp đôi so với lại những bệnh nhân mà không được chích beta, không được chích chẹt beta. Thì như vậy là chẹt beta nó làm cải thiện chức năng tâm chức năng thất trái của bệnh nhân so với những bệnh nhân mà không được sử dụng sớm chẹt beta mà đường chích, nhưng mà những bệnh nhân này thì được chích chẹt beta sau đó tất cả đều được tái thông mạch vành. Và những bệnh nhân mà được mà có nhu cầu mà phải có chỉ định mà ICD đặt cái ICD thì ít hơn ở những bệnh nhân mà có được chích chẹt beta. Còn đối với một cái bệnh nhân, đối với lại những bệnh nhân mà nhồi máu cơ tim không SC trên lên, chúng ta nhận thấy rằng thuốc chẹt beta bisoprolol thì nó làm giảm cái rối loạn nhịp trên bệnh nhân, giảm tỷ lệ tử vong và giảm biến cố tim mạch ở trên những bệnh nhân mà có được sử dụng liều thấp và trong 4 giờ đầu. Chúng ta nhận thấy nếu trường hợp mà bệnh nhân nhồi máu cơ tim không SC trên lên mà vào với chúng ta mà chúng ta sử dụng liều thấp trong thời điểm bệnh nhân mới nhập viện, thì chúng ta làm cho rối loạn nhịp, tử vong và biến cố tim mạch thấp hơn so với chúng ta delay bệnh nhân. 300 bệnh nhân mà bị delay thì có biến cố tim mạch cao hơn, và sự khác biệt này là có ý nghĩa thống kê. Và người ta quan sát là cái thời gian mà bệnh nhân được uống bisoprolol thì như thế nào. Chúng ta nhận thấy rằng cái thời gian mà chúng ta càng trì hoãn thời gian uống bisoprolol càng lâu bao nhiêu thì cái tỷ lệ mà cái biến cố tim mạch bệnh nhân thì càng tăng nhiều bấy nhiêu. Như vậy thì chúng ta thấy là ngay cả trên những bệnh nhân mà nhồi máu không SC trên lên, bệnh nhân được uống liều thấp của bisoprolol 1,25 mg, chúng ta thấy là cái liều rất là thấp, cho đến 2,5 mg, thì bệnh nhân có cái biến cố tim mạch, tỷ lệ tử vong và rối loạn nhịp bệnh nhân thấp hơn hẳn so với bệnh nhân không có sử dụng bisoprolol. Trong một cái thống kê sổ bộ của Pháp năm 2018, trên những bệnh nhân mà sau khi nhồi máu cơ tim cấp, chúng ta nhận thấy rằng bệnh nhân được uống chẹt beta, sau đó bệnh nhân ngưng chẹt beta, thì trong cái nhóm mà chẹt beta thì cái nhóm thuốc được sử dụng nhiều nhất là bisoprolol, chiếm đến gần 50% số lượng bệnh nhân tham gia nghiên cứu cái thống kê sổ bộ này. Và cái số lượng bệnh nhân mà trong những thống kê sổ bộ này tương đối là nhiều, 182.500 bệnh nhân. Thì người ta nhận thấy rằng ở trên những bệnh nhân mà có chẹt beta thì cái tỷ lệ mà bệnh nhân bị rối loạn nhịp như chúng tôi nói là chắc chắn là sẽ thấp hơn, và sự khác thấp hơn này so với không có chẹt beta là có ý nghĩa thống kê. Bệnh nhân phải tái thông mạch vành lại thì thấp hơn so với không uống chẹt beta, và cái tỷ lệ này khác biệt có ý nghĩa thống kê. Bệnh nhân phải đi mổ bắt cầu thì thấp hơn, và chúng ta nhận thấy rằng bệnh nhân phải đặt cái máy phá rung thì ít hơn so với lại bệnh nhân không sử dụng chẹt beta lâu dài, như là chẹt beta uống lâu dài thì có tốt hơn cho bệnh nhân. Và tỷ lệ bệnh nhân khi mà có biến cố phải uống lại, chúng ta nhận thấy rằng tương đối là lớn, nghĩa là bệnh nhân uống lại do rối loạn nhịp hoặc là do mổ bắt cầu hay là phải BCI lại. Như vậy thì khuyến cáo từ cái này thì có một cái khuyến cáo là nên cho bệnh nhân uống lâu dài, và cái thời gian uống thì cái nghiên cứu cái thời gian uống của bệnh nhân là trong khoảng 3 năm. Chúng ta nhận thấy là bệnh nhân khi mà đứt khỏi bệnh nhân đã uống chẹt beta rồi mà ngưng sớm trước 3 năm thì bệnh nhân có biến cố tim mạch nhiều hơn là bệnh nhân uống tiếp tục 3 năm. Như vậy thì cái khuyến cáo năm 2013 của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, người ta nhận thấy rằng những bệnh nhân mà bị nhồi máu cơ tim có SC trên lên thì chúng ta nên bắt đầu trong 24 giờ khi mà không có chống chỉ định. Còn nếu trường hợp mà có chống chỉ định thì sao ạ? Có chống chỉ định, chúng ta biết là những chống chỉ định của chẹt beta thì chúng ta đánh giá lại, và ngày hôm sau chúng ta, nếu trường hợp mà không còn chống chỉ định nữa thì chúng ta cho tiếp. Các anh chị thấy là nếu trường hợp mà cái chẹt beta mà có chống chỉ định trong 24 giờ đầu thì chúng ta đánh giá lại để xác định khả năng dùng thuốc của họ. Và khi mà nhất là trên những bệnh nhân mà có EF thấp thì chẹt beta, nhất là trong những cái thuốc như là bisoprolol, metoprolol, carvedilol thì có ích trên những bệnh nhân mà có EF thấp. Và đồng thời khi mà chúng ta dùng đường tĩnh mạch thì chúng ta nhớ là trên những bệnh nhân mà không có suy tim và bệnh nhân mà có
Có, nếu trường hợp mà tái thông mạch vành liền thì chúng ta nên có thể sử dụng chạy beta đường chích. Năm 2018, cái khuyến cáo của Hiệp hội Tim mạch châu Âu, chúng ta nhận thấy rằng đối với lại những bệnh nhân mà xác định là nhồi máu cơ tim acetylen, tái được chẩn đoán nhồi máu cơ tim acetylen, thì trong vòng từ 2 đến 48 giờ thì chúng ta nên sử dụng gì ạ? Chúng ta nên sử dụng chạy beta từ 2 đến 24 giờ là tốt nhất. Chúng ta nên sử dụng chạy beta, và chạy beta với EF mà nhỏ hơn 40% nó là class 1. Một là 1A, nghĩa là sử dụng chạy beta có lợi cho bệnh nhân. Và trường hợp mà EF lớn hơn 40% thì nó là class 2A, nghĩa là nó vẫn có lợi cho bệnh nhân. Như vậy thì trong vòng từ 2 đến 24 giờ nếu không chống chỉ định thì khuyến cáo Hiệp hội Tim mạch châu Âu là chúng ta nên sử dụng chạy beta cho bệnh nhân. Và chúng ta sử dụng bao lâu ạ? Chúng ta sử dụng càng lâu càng tốt. Chúng ta nhớ là trong một khuyến cáo thì chúng ta có của Hoa Kỳ thì chúng ta nên sử dụng trong vòng bao lâu? Chúng ta sử dụng trong vòng 3 năm. Và nếu 3 năm chúng ta đánh giá lại cần thiết thì chúng ta có thể sử dụng ngoài 3 năm. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của phía đồng nghiệp. Vâng, xin rất cảm ơn phần trình bày của Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Quang Huân về cái sử dụng chạy beta sau khi nhồi máu cơ tim cấp.